đâu? Số 5 Đoàn Thị Điểm là nhà của Hồng Phượng, Lê Thị Hồng Phượng. Ông giỏi ông ngoan nha. Quay qua làm chứng nè. Dạ, cậu nói sao thì tụi con cháu nghe vậy, nhưng mà con làm chứng. Để lâu lâu con đi đâu đường xá xa xôi đó, con ghé đây con ngủ khé. Đây, cái đất bán là cậu Năm chỉ mua cho một chiếc xe hơi và muốn cho thêm mấy tỷ làm vốn. Còn căn nhà này con ở, và đồng thời là để là sao nè, cái phủ thờ không được bán gì hết. Con với mẹ con là con muốn cho Hồng Loan hoặc là cho Tiểu Linh ở là sao tùy con, muốn cho là tùy con. Còn cậu sẽ về Bình Chánh, cậu sẽ mua miếng đất. Mà cái nhà còn đất thứ 2.000 mét vuông mà. Nó riêng, nó chia cậu khoảng chừng 200 mét là được rồi. Không mà cậu phải ở đây với con luôn. Con là chứng con. Dạ con ơi. Thanh kỳ quá. Mình á, con cháu không phải là hầm hồ mà nhảy vô ấy, nhưng mà cậu nói sao thì nghe vậy. Nhưng mà con làm chứng nghe cậu. Đó chứ có ai bây giờ. Rồi ok. Số 5 Đoàn Thị Điểm. Chu Bi. Số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1 cũng nhận nha. Thôn kiếm nhà trả ra gì ra. Hello, Nguyễn Đức Long xin trân trọng kính chào đại gia đình thân yêu của chúng ta trong bản tin của buổi sáng hôm nay. Và lời đầu tiên cho Long kính chúc đại gia đình sức khỏe, bình an, hạnh phúc và làm ăn phát tài. Buổi sáng hôm nay thì thưa với quý vị, Long muốn chia sẻ với quý vị cái phần nội dung mà quý vị vừa xem qua. Là quý vị thấy như thế nào? Thấy như thế nào? Cái lời di nguyện của cố nghệ sĩ như vậy, chúng ta thấy có phải rằng là chúng ta quá thương, quá yêu thương cố nghệ sĩ không quý vị? Đó là lời nói là nhân chứng sống. Có nhân chứng sống kế bên là ca sĩ gì quý vị nhớ không? Một ca sĩ hát chung cùng với ca sĩ Hồng Phượng, là người bạn thân với ca sĩ Hồng Phượng, nhân dịp tới nhà của cố nghệ sĩ chơi, vô tình cố nghệ sĩ đã nói lên cái điều này mà trong lòng của cố nghệ sĩ đã hằng mong muốn rất là lâu rồi, và nói rất là nhiều lần chứ không phải rằng là mới nói lần đầu tiên. Mới nói lần đầu tiên quý vị nha. Thưa thật quý vị, đó là ca sĩ Đông Dương. Thưa quý vị, ca sĩ Đông Dương. Và đây là một người bạn mà đã chứng kiến cái điều, cái di nguyện mà cũng là cái di chúc miệng của cố nghệ sĩ để lại cho Hồng Phượng. Thì qua một đoạn video ngắn như thế mà chúng ta đã thấy được tất cả những gì rồi, thì bây giờ chúng ta còn gì mà để mà suy nghĩ nữa, đúng không? Hoàn toàn không còn gì để suy nghĩ nữa cả. Và đó là di nguyện duy nhất của cố nghệ sĩ. Và Long cũng tin chắc rằng trời Phật sẽ ngó nghỉ với cái sự cực khổ ngần ấy năm suốt trong quãng đời của cố nghệ sĩ, muốn để lại trước khi ra đi cũng để lại cái di sản này cho con, cho cháu ruột thịt của mình, chứ không phải để lại cho cái người mà khát máu tanh lòng. Thì quý vị cũng thừa hiểu rồi, không ai mà đem của mình đem cho người dân. Thưa quý vị, nếu cho chăng nữa thì có một, có mười thì cho một, còn để lại chín cho bản thân mình và cho con cháu ruột thịt mình. Điều đó đương nhiên rồi. Ở đây Long nói thì nó hơi nghe hơi khó nghe, nhưng mà thật sự những người mà từng yêu thương gia đình của nghệ sĩ, có nghệ sĩ thì sẽ dễ nghe, còn phía bên kia thì nghe rất là khó nghe. Thưa quý vị là như thế. Nhưng mà cái điều này là hiển nhiên rồi, điều này là đương nhiên rồi. Cho quý vị cũng vậy, mà cho bản thân Long cũng vậy. Nếu như chúng ta có vợ có con thì chúng ta để lại cho vợ con, mà chúng ta ví dụ như có nghệ sĩ không vợ không con thì chúng ta có thể để lại cho em, cho cháu ruột thịt của mình, là điều đó điều đương nhiên. Thì quý vị thấy không, đó là sự thật. Mà sự thật thì không thể phủ nhận được. Đây là bằng xương, bằng thịt, đây là bằng giọng nói, bằng con người. Cái này hoàn toàn không có cắt ghép, không có kỹ xảo gì trong này hết quý vị. Thì quý vị yên tâm đi, đó là một điều mà Long muốn chia sẻ cho quý vị trong bản tin của buổi sáng hôm nay.
Và thưa quý vị, nhưng mà đến giờ này, khi có nghệ sĩ vừa nằm xuống thì đứa con nuôi lại nhanh chân, nhanh tay nhẹ bước, luồn lách sang tên đội chủ. Với cái hình thức đó, tôi cho rằng người ta họ đã có sẵn cái âm mưu từ lâu rồi. Và thứ hai nữa, họ đã dùng cái chiêu trò và cái thủ đoạn này từ lâu. Đến khi mà có nghệ sĩ vừa nằm xuống thì họ lại chớp mắt họ làm ngay, chứ họ không để. Và còn hơn thế nữa là họ sẽ rao bán, họ cho rằng là họ là con ruột. Họ là con ruột. Và thậm chí mướn nhiều người đứng lên nói là con ruột nữa. Thưa quý vị, thì ở đây mình phải nói rằng là cái câu chuyện này nó vô cùng phức tạp. Và cho đến hôm nay thì tòa án của quận Phú Nhuận đã chuyển hồ sơ lên tòa án thành phố Hồ Chí Minh. Vì tòa án thành phố Hồ Chí Minh mới đủ thẩm quyền để giải quyết những cái ví dụ như thế này, những vụ việc như thế này. Thì thưa quý vị, sau một thời gian thụ lý hồ sơ, và đến cái lần đầu tiên khi mà đã phân công thẩm phán và tất cả những ekip bên tòa án và viện kiểm sát để coi như là thông báo mời hai bên có mặt tại phiên tòa, và sau đó tòa yêu cầu trong vòng 15 ngày thì bên phía đứa con nuôi phải bổ sung hồ sơ cụ thể, đó là giấy bản gốc là cái bản giấy nuôi nhận con nuôi, cái bản nuôi nhận con nuôi phải có bản gốc là một, và giấy khai sinh bản gốc là hai. Đó là về phía đứa con nuôi tòa yêu cầu. Còn về phía cô Sáu thì tòa cũng yêu cầu cô Sáu phải cung cấp chữ ký của cô nghệ sĩ, mà chữ ký nào có giấy mộc đỏ là có nghĩa là có cái văn bản, có cái hợp đồng, hay là có một cái giấy tờ nào mà có mộc đỏ của công ty hay là của cơ quan nhà nước thì mới hợp pháp. Là vì sao? Chữ ký mà có nghệ sĩ đi lưu diễn khắp mọi nơi thì ký tặng cho bà con, cho cô bác, cho người hâm mộ thì rất nhiều. Nhưng mà chữ ký đó không đủ cơ sở để mà gọi rằng là làm cái nền tảng để chứng minh đó là chữ ký thật của cố nghệ sĩ. Nhưng mà chữ ký nào có mộc đỏ là có hồ sơ giấy tờ liên quan, có mộc đỏ. Hay là những cái hợp đồng nào giữa cố nghệ sĩ hồi xưa đã từng đi hát ở đâu, hay vân vân. Có nghĩa rằng nó tóm lại là phải chữ ký có mộc đỏ. Để đem cái chữ ký có mộc đỏ này đến cơ quan có thẩm quyền giám định cái chữ ký này, mà cơ quan này là cơ quan thuộc của nhà nước, có đủ thẩm quyền để mà giám định chữ ký này, sau đó cung cấp bổ sung thêm cho phía tòa án thành phố Hồ Chí Minh. Vì hai bên đều có những hai cái yêu cầu. Nếu như Long không phải cầm đèn chạy trước ô tô, nhưng mà câu chuyện này mà nếu như bên phía Vô Ơn, đứa con nuôi mà cung cấp được cái bản gốc giấy nuôi nhận con nuôi và bản gốc của giấy khai sinh thì tòa sẽ chấp nhận là hợp pháp. Còn bên phía cô Sáu mà cung cấp được chữ ký có mộc đỏ lúc sinh thời mà cố nghệ sĩ ký trong có giấy mộc đỏ và được cơ quan có đủ thẩm quyền của nhà nước giám định chữ ký này đúng của cố nghệ sĩ thì đồng nghĩa tòa sẽ chấp nhận. Còn ngược lại, nếu như mà bên phía đứa con nuôi không có giấy tờ hợp pháp, không có giấy tờ mà gọi là bản gốc, thì có nghĩa câu chuyện này nó sẽ đi đâu về đâu thì chắc quý vị cũng tự hiểu được, đúng không? Đó là sự thật. Và sự thật ngày hôm nay đã được phơi bày. Nếu như, bây giờ Long nói nè, nếu như, cái từ nếu như thì nằm trong hoặc kép nha quý vị, nó nằm trong hoặc kép. Đó, nó nằm trong hoặc kép như thế này. Nếu như mà đã có bản gốc thì đứa con nuôi này không bao giờ gọi rằng là thất lạc, đúng không? Nếu mà có bản gốc thì không bao giờ gọi là thất lạc. Mà đã có bản gốc thì chắc chắn hơn một năm mấy nay họ đã bổ sung hết rồi, họ đã cung cấp đầy đủ cho các cơ quan nhà nước rồi, chứ không phải đến giờ phút này để cho tòa án yêu cầu.
À, Long chỉ nói đơn giản, chỉ gợi ý đơn giản thôi, quý vị đủ hiểu cái câu chuyện này nó đi đến đâu và về đâu, trong tương lai nó, viễn cảnh tương lai nó hiện như thế nào, có đúng theo cái di nguyện của cố nghệ sĩ hay không. Long nói ngày hôm nay quý vị nghe cho rõ đi, rồi quý vị sẽ thấy được cái câu chuyện này trong tương lai như thế nào nha. Chứ còn đôi khi Long nói từ hôm trước hôm nay cái drama này là Long đã nói rất nhiều, Long đã dự đoán trước cái sự việc nó sẽ xảy ra. À, mà đúng sự thật Long nói là cái drama này rồi đây nó sẽ biến tướng ra, đúng không? Bây giờ nó biến tướng ra, và cái drama này rồi đây á, là người đầu tiên là anh hai Vũ Luân sẽ là bị bêm đầu tiên rồi, có đúng không? Chắc là đúng rồi. Đến chị ba Bình Tinh cũng là bị tụi nó bêm, à, có đúng không? Là đúng rồi. Đến ông bóng bốn cũng bị bêm, đúng không? Cũng là đúng. Và rồi Long dự đoán luôn trong tương lai, rồi đây con cáo và con chồn, có nghĩa rằng là con quả đen và con tô hú này sẽ mổ nhau, cắn nhau. Quý vị nghĩ có đúng không? Tôi cho nó sẽ là đúng, tất cả là đúng. Và tôi dự đoán luôn cái câu chuyện này trong tương lai, căn nhà này quyền sở hữu của Hồng Phượng cô Sáu nha. Thưa với quý vị, nghiêng về Hồng Phượng cô Sáu 80%. Rồi thì thôi, đến đây Long xin chân thành cảm ơn đại gia đình đã quan tâm theo dõi bản tin buổi sáng hôm nay. Và ngay từ bây giờ Long xin giới thiệu, đây là những chai nước hoa, những chai nước hoa hương hoa Pháp quý vị nha. Hương hoa Pháp rất là tuyệt vời luôn. Và đồng thời nữa, một chai như thế này là có giá 320k, là 320.000 đồng, bao ship toàn quốc quý vị nha. Còn nếu quý vị mua một lần hai chai thì chỉ có 600.000 đồng, bao ship toàn quốc. Cả nhà mình ai có nhu cầu sử dụng hãy mua thử đi, một chai có 320.000, không có lớn lao gì mà Long quảng cáo bậy bạ đâu. Cứ mua về xài, bảo đảm quý vị, nhiều người mua của Long rồi, mua một lọ rất là ngại, nghe rẻ quá, tưởng đâu là rẻ, là hàng dỏm, nhưng mà không phải. Mua về xong xuôi rồi qua ngày hôm sau hay là 3-4 ngày sau, điện thoại đặt lại tiếp 2 chai, 3 chai, 5 chai cho gia đình và người thân nữa quý vị. Tại vì cái này nó có số lượng, nó thật quý vị, còn có mười mấy chai nữa hết thôi. À, thành ra là có số lượng, thành ra nó không có nhiều. Và thứ hai nữa là cái mùi hương nó rất là đặc biệt. Thành ra quý vị yên tâm xài và giá quá rẻ. Nếu quý vị mua một chai nước hoa của hàng châu Âu thì quý vị có thể, một chai đó quý vị có thể mua mười mấy chai này bình thường. Một chai từ cái giá ít nhất phải là từ giá 1.8 triệu, 2 triệu, 2 triệu mấy, 3 triệu mấy, 4 triệu mấy, 5 triệu mấy. Thì Long cho dao động từ 10 chai này cho đến 20 chai này là bình thường. Nhưng mà thưa với quý vị, mà quý vị mua một chai mà 5-6 triệu bạc hay 2-3 triệu bạc có một mùi, quý vị cần mua 2 chai như thế này là 2 mùi rồi. 3 chai như thế này thì còn mới có triệu bạc thôi, chưa tới triệu bạc. 3 chai này còn chưa được triệu bạc thì quý vị đã xài được 3 mùi khác nhau. Quý vị đi ban ngày quý vị xài mùi khác, tối quý vị xài người mùi khác. Có thể quý vị đi hôm nay quý vị tiệc này quý vị xài mùi này, nhưng mà tiệc sau thì quý vị có thể là xài mùi khác, thay đổi với nhau. Và thưa với quý vị, tiết kiệm ngay cái thời điểm này chúng ta phải sử dụng, tiết kiệm là quốc sách. Rồi Long xin cảm ơn quý vị. Số màn hình và số điện thoại của Long sẽ ghim trên màn hình quý vị nha. Đây, ở trên đầu Long cũng có số điện thoại 0906125479. Quý vị cứ liên hệ với Long xin cảm ơn quý vị. Chúc quý vị ngày mới sức khỏe, bình an. Xin kính chào.